Nội với đây nghe anh hát đấy. Bỏ quán khỏi dẹp luôn đó, chị ra đây luôn á. Trời ơi, dễ thương không? Vậy em tặng chị thêm bài nha. Thích là gì? Bài Thương Hoài ngàn năm hả? Trời ơi, Thương Hoài ngàn năm luôn. Chơi luôn, luôn. Ngàn năm cái nồi bún tiêu ra đó. Ngàn năm Thương Hoài cái nồi bún tiêu ra. Rồi, mở cái Thương Hoài ngàn năm luôn nha. Biết hồi gì? Thương Hoài một bóng tình, tình đã khơi rồi mong khát nhạt phai. Chẳng quên rồi có khi đây ngắn cách rồi cũng xuống vầy. Bay 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 hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu. Ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hưng thờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi mong cho niềm thương. Thương Hoài, ôi ngàn năm còn đó. Đang mong mà cánh có mặt đó. Định đâu là định người ơi. Suốt đời mình nguyện câu nỡ đôi. Thời gian ấm thầm như nước về. Lòng cho yêu người tình khó đổi thay. Hoa tháng rồi có khi tàn. Tình ấy chỉ đến một lần. Tập tư thường hoài ngàn năm. Ôi ngàn năm còn đó, đang mòn mà tình có mòn đó. Tình đâu là tình thôi người ơi. Suốt đời mình nguyện câu giữa đôi. Thời gian ấm thầm như nước về. Lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn. Tình ấy chỉ đến một lần. Tập tư thường hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn. Tình ấy chỉ đến một lần. Tập tư thương hoài ngàn năm. Chú Nam Kiệt á, đứng nhóc ở trên chỗ mà chú Nam Kiệt sửa máy á, đứng nhóc ở trên chợ.
vậy thôi, chờ đợi cho tao làm thiếu đi. Cho tao gặp mặt cái cục nữa. Ok. Dạ chờ tới đó đi anh ơi. Tới đó đi nha. Cái rồi cháu ơi. Ok, tới đó đi về. Tới đó hát bài rồi về. Cháu gặp mặt là được. Dạ dạ tới đó được rồi, đi khúc đi. Đi khúc đi. Ừ. Dạ, đi khúc đường phố đi anh. Sao chị? Nhiều người không thấy được thiệp đâu, thấy được trong đĩa thôi chứ đâu thấy được thiệp đâu. Ok ok. Chứ quê mà đâu có gặp được bao giờ đâu. Ủng ủng rồi. Đúng rồi, rồi, rồi. Đúng rồi. Anh tưởng có nhiều người lắm. Ok ok, vào qua đó đi ha, qua hướng đó nghe. Chị dẫn đường đi. Đi 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 xem nào. Chỗ quán rồi đó. Đi đi. Trời ơi, gia đình này, gia đình này. Gia đình này là tội nghiệp nè, trời chiều ghê ra để gặp thế này. Ôi, bỏ ghê đó đó. Qua đây con trai, qua đây, qua đây. Tội nghiệp chưa? Qua đây chụp hình Dương nè. Đang lai chiếm, đạp cũng không đó nha. Rồi, lai chiếm. Ủa, ghê chưa? Qua đây chụp hình cái này. Chị dẫn đường đi nha. Dẫn đường qua bên kia đó. Đi vô quán của cậu Tăng. Đi vô quán của cậu Tăng. Đi qua đó đi, qua đó đi. Trời ơi, chị lại đó đi, chị lại đó, chị lên bến đi. Dẫn đường đi, dẫn đường đi. Lấy cục dây á, cọc ra. Thôi đi, đi qua kia, đi qua kia. Đi, đi, đi nè. Để cái lò nó hết pin. Để dẫn đường qua kia đó chị. Rồi, thôi đi. Quay lên trực tiếp luôn không? Chạy xa thì không bắt được đường này hết chị á. Thôi được rồi, chụp hình cho chị đó, được không? Chỗ mấy chiếc tàu đậu đó. À, đó hả? Xú xíu rồi, gần xịt hả? Chỗ để chờ, chỗ mấy chiếc tàu đang đậu. Có mấy con rồi? Mấy con đi, 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 đi. Con của chị đó, thằng tụi vậy hả? Có nó đặng không? Nó đi làm rồi. Hồi nãy giờ chị đi coi em ở ngoài bên trời. Đâu có được đi đâu đâu mà thôi. Lần đầu tiên em cũng đi xô thấy nghe chung trời nổi vậy đó. Lần đầu tiên cũng đúng tay nè. Em hát cầm thơ thì nhiều. Nhưng mà đâu có được đi đâu. Đâu có chị xe rồi đâu đi đâu. Vậy hả? Mỗi lần chị mua đồ mua đâu? Ờ, hay là cái nghe này. Bánh riêu hả? Bao năm chưa? Bán 20 năm rồi. Wow. Một ngày nào đó em sang ngang
đẹp này. Nhiều như những gì mình đã có, một lần đã trở về biên giới. Với anh em mãi là tình trong lòng. Nhiều như những gì mình đã có, một lần đã chợt nghe tiếng sương. Vâng anh em mang lại tình trong lòng. Thank you.